Bài tiên để cấp thì cái phần lý thuyết á, à, trong sách này có hết được. Như vậy các em nghĩ đầu tiên các câu hỏi đặt ra đầu tiên là viên thủy cấp là cái gì? À, nói sơ sơ thì cái viên tiếng trước các bạn phải dùng cái phần gọi là cái viên thủy cấp là cái gì? Cái tuổi nó bị viêm mà nó là viêm cấp, như vậy thì nó là bệnh tại chỗ hay là bệnh toàn thân? Nó là bệnh của tại chỗ hay là bệnh của toàn thân? Cái tuổi nó bị viêm nó có giống như con ở dạ dày bị viêm hay không? Em nào cho các biểu lên đây, biểu chút xíu cho mình ngủ chút đấy. Nói lại đi. Tùy thì viêm cấp như vậy là nó là bệnh tại chỗ hay là bệnh toàn thân? Em nghĩ là tại chỗ. Tại chỗ. Cả hai. Tại chỗ thì quá dễ hiểu rồi. Rồi, cảm ơn em một cái câu giải thích cũng rất là khá. Ha, rất là khá. Cũng gần gần cũng vậy rồi ha. Cũng gần gần cũng vậy rồi. Cái viêm tụy cấp là một cái bệnh lý, nha, dĩ nhiên là viêm cấp tính của tụy rồi. Ha, viêm cấp tính của tụy rồi. Thì tại chỗ không có gì để nói nữa rồi. Ha, dĩ nhiên nó phải là bắt đầu từ tại chỗ. Nhưng nó có thể diễn tiến gây ra biến tính tại các tạng ở xa toàn thân. Lý giải giống như bạn thì cũng gần gần được 50%, Như vậy thì tại sao một cái tụy nó viêm nó đơn giản chỉ là một cái tạng, một cái cơ quan tiết ra cái men giúp tiêu hóa thức ăn ha, ví dụ như chức năng tụy là cái gì? Tima, amila, protea, đúng không? Amila, tima, protea. Bên cạnh đó có chức năng nội tiết. Ha, chức năng nội tiết cho vào cái tạo tụy là ít nhất các em cũng nhớ là được hai cái hormone nó tiết ra là gì? Insulin và glucagon, hai cái nó đối nghịch nhau. Như vậy thì tại sao nói nó có thể là biến chứng, nó có thể gây bệnh lý toàn thân? Chút xíu nữa thôi, vậy thì khởi đầu của một cái viêm tụy cấp, cái triệu chứng của nó thường là cái gì? Đau bụng. Ha, viêm phải đau. Đau ở đâu? Đau cái bụng. Ha, tại tụy đau bụng. Ha, tim viêm là phải đau. Và đau là gì? Đau cấp. Đau cấp. Nào, một cái đau bụng cấp. Ở đâu? Đau thì đau đó, đau đó. Vùng thượng vị, ha, có thể lan ra sau lưng.
trái. Rồi, cái triệu chứng đặc biệt của viêm tụy là đau bụng cấp, bụng thượng vị. Mà nó đau kiểu gì? Có là tại sao cái nặng rộng? Đặt, vậy đau kiểu gì? Âm ỉ liên tục tăng nhanh cường độ đến mức dữ dội. Còn cái kiểu đau quặn là thường là kiểu đau của tạng rộng ha, thường là kiểu đau của tạng rộng. Thì tạng rộng ở cái vị trí gần đó thì có cái thằng nào dày 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 là dày đúng không? Không mập. Cái đó là những cái mà mình gặp thì mình sẽ có những cái tính toán phân biệt của nó ha. Sơ sơ kiến thức sơ sơ mỗi chỗ được chút được chút ha. Bây giờ quay lại một cái viêm tụy cấp mà có thể gây ra như nãy thầy nói, nó có thể gây biến chứng và biến chứng toàn thân, như vậy nó nguy hiểm không? Nguy hiểm. Vậy người ta định nghĩa đó là một cái bệnh lý cấp cứu, có thể là nội khoa, có thể là ngoại khoa. Cấp cứu nha, cấp cứu nào. Thì là hiểu tại sao, thứ nhất là hiểu tại sao cấp cứu ha, tại vì nó có thể gây biến chứng toàn thân. Vậy thì tại sao nó có thể gây biến chứng toàn thân? Thì mình sẽ qua tới cái cơ chế sinh lý. Vậy các em nghĩ cơ chế sinh lý bệnh của nó có thể là bắt đầu từ cái gì và nó đi tới cái gì? Sinh có việc không? Cơ chế sinh lý bệnh. Các em thường hay nghe cái gì cơ chế sinh lý bệnh, mà muốn giải thích cơ chế sinh lý bệnh thì người ta thường bắt đầu từ cái căn nguyên đầu tiên, đúng không? Căn nguyên đầu tiên mà các em biết trong cái viêm tụy là cái gì, cái nguyên nhân số 1. Sau bữa ăn nữa có thằng khác thôi, còn nguyên nhân là gì tôi hay nghe là gì? Cái phổ biến nhất sỏi mật, sỏi túi mật hoặc sỏi đường mật rớt xuống qua tới chỗ ống pate gây kẹt tắc nghẽn ống tụy. Thì cái cơ chế sinh lý là bắt đầu từ việc tắc nghẽn ống tụy, và những cái men tụy thường nó tiết ra từ trong tế bào tụy, nó tiết ra là dạng tiền men. Tiền men là gì? Tiền men là những cái men chưa hoạt hóa ha. Proenzyme chưa hoạt hóa, có thể là lipa, có thể là protea, hơn là sẽ là lipa và protea. Nó được tiết ra đi trong ống tụy rồi bài tiết vào rồi xong rồi được đổ vào trong tá gan, khi đó nó mới được chuyển thành men hoạt hóa để làm chức năng là giúp phân cắt thức ăn. Thì khi nó nghẽn nó không ra được, và người ta thấy là nó bị lưu lại trong ống tụy đủ lâu nó sẽ tự hoạt hóa, thành men dạng hoạt động. Như vậy nó sẽ gây ra hiện tượng tự tiêu hóa chính bản thân mình ha, nó sẽ tự tiêu hóa các tế bào ống tụy. Mà làm gì, bất kỳ một cái mô nào trong cơ thể mà có sự tổn thương thì nó sẽ bắt đầu quá trình viêm, bắt đầu quá trình viêm. Mà viêm thì làm gì? Viêm thì đau, thằng nào người ai cũng biết viêm thì đau. Nhưng mà viêm thì nó sẽ làm gì? Khi mà bắt đầu có viêm mà phóng thích ra những cái cytokine ha, thì bắt đầu nó sẽ làm gì? Thu hút cái gì? Thu hút bạch cầu. Thu hút bạch cầu. Bạch cầu tới thì viêm dữ hơn. Nghe, bạch cầu tới thì viêm dữ hơn. Nào là bạch cầu ha, nào là men tại chỗ ha, rồi nào là tế bào bị hủy hoại ha, thì bắt đầu nó sẽ phóng thích những cái cytokine nhiều hơn ha. Tế bào bị hủy hoại nó phóng thích ra thêm những cái bradykinin, những cái histamine bên trong của tế bào ha. Khi đó nó gọi là bất đại cái gì mà trong COVID các em nghe cái gì bảo cytokine, thì tụy nó cũng bảo cytokine. Mà bảo cytokine thì gây ra hiện tượng gì? Giãn mạch, tăng tính thâm thành mạch.
Và những cái cytokine đó và những cái men tụy đó nó sẽ có cơ hội đi theo máu đến các cơ quan ở xa. Các cơ quan ở xa nó làm gì? Cũng giảm mạch, cũng tăng tính thấm thành mạch. Và giảm mạch, tăng tính thấm thành mạch thì gây ra cái gì? Xúc tiết dịch. Nha, xúc tiết dịch đổ phổi có thể gây tổn thương. À, có thể là gây là ARDS ở thận, có thể gây ra tim mạch. Ở tim có thể tim mạch thì có thể gây trụy mạch, tổn huyết áp. À, bị mạch tổn huyết áp và bản thân những cái cytokine đó nó có thể gây ra suy thận luôn. À, những độc tố đó có thể gây suy thận. Đó mới gọi là gây ra những biến chứng, gọi là biến chứng toàn thân. À, biến chứng là biến chứng toàn thân. Dạ mấy bạn cái nhà chưa có thầy chưa có xem. Ủa chưa này yên tâm đi, chưa có chốt bài hình gì hết bạn, chưa có hình gì hết, nói chuyện chơi trước là mà xem màn hình chỗ nào đi. Phải đọc, bạn sự khởi động nang, gian nang bắt đầu chết.
lòng yêu nhau ở tất cả các cơ chế. Còn lại những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là do độc tố, do thuốc, do virus khác, ví dụ quay bị hay là viêm cái tuyến mạng tai, thì bản thân cái con virus đó nó cũng có thể gây ra viêm bị, ví dụ vậy. Còn có thể viêm bị do thuốc, có thể viêm bị do ký sinh trùng hay nó chui vào trên ống mật. Nhưng mà cái đó là hiện giờ là cái thời điểm bây giờ càng ngày càng ít, tại vì uống thuốc sổ dung tốt quá rồi. Có chương trình sổ dung mỗi 6 tháng cho nên cái hiện tượng đó càng ngày càng thiếu. Rồi thì quay lại, rồi mình xong cái gì gọi là khô khan nhất rồi. Nào là nguyên nhân, nào là cơ chế sinh lý, bây giờ tới triệu chứng. Thì triệu chứng thường gặp nhất phải đầu là đau. Đau bụng 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 bị có thể lan ra bên trái, lan ra xuyên ra sau lưng và đau kiểu liên tục tăng dần đến dữ dội, tăng nhanh. Đó là đau. Bây giờ mình bắt đầu vô, bắt đầu cái tình huống lâm sàng. Bệnh nhân nam 56 tuổi nhập viện vì đau bụng bị vào ngày thứ nhất. Đau bụng bụng bị ngày thứ nhất. Trước nhập viện khoảng 8 tiếng, bệnh nhân bắt đầu đi uống khoảng 1 xị, xị là nhiêu? 250. Tại sao đi dạy tụi em mà lại cứ bưng ra nguyên chữ xị mà không nói 250 cho đó? Ăn cái đi. Không có, đi lâm sàng là cứ vậy mà học thôi, chứ ta nói xị mốt xị là nhiêu không biết. Không nhìn thấy mặt thì lâm hết rồi, nhìn thấy mặt khác nó hay có hàng lâm hơn, không biết từ khổ lắm. Khoảng 1 xị có thể 250 lít rộn. Thì một tiếng hồ sau khi nhậu đó, nhậu xong đó, bệnh nhân bắt đầu đau tức liên tục vùng thượng vị tăng dần, đang sau lưng, không tư thế tăng dần, không tư thế giảm đau, kèm với lại buồn nôn nôn ra hai lần, ra thức ăn với lại dịch trong. Sau khi nôn thì không có bớt đau một chút xíu, sau đó nó tăng lên đau lại. Được 8 tiếng bệnh nhân dậy làm gì? Tiền căn hút thuốc lá 30 gói năm, 30 gói năm, uống rượu 2 xị ngày hơn 20 năm. Nào, là nhiêu? Nửa lít. Nửa lít đều đều, mỗi ngày nửa lít đều đều. Không có ảo nha, tôi gặp có người là uống ngày 3 xị đều đều không uống được. Thậm chí là gặp tôi mấy cái cô mình mới khoảng chừng cô gần 40 tuổi vô rồi khám mỗi ngày uống lít. Rồi ha, nhớ lại ha. Khám. Hãy thăm khám đàng hoàng đầy đủ. Tỉnh, mạch 101, huyết áp 130, nhịp thở 25 phút, nhiệt độ 37.5, cân nặng 55, cao 1m6, cân. Có gạt mắt nhẹ, hụt chứng nhẹ, ấn đau đề kháng thượng vị. Rồi các cơ quan khác chưa nhận mặt thôi. Có nghĩa là gì? Tóm lại là mạch thì hơi nhanh chút, huyết áp cũng ok, cân nặng chiều cao là chiều lớn, có vàng, có chướng, có đề kháng, có vàng, có chướng, có đề kháng. Tóm tắt bệnh án học này chưa? Nói tóm tắt bệnh án như vậy tóm tắt rồi, tóm tắt rồi, bỏ qua. Như vậy thì kế tiếp theo rất quan trọng sau này đây đi lâm sàng cho phải lắm. Thứ nhất, đặt vấn đề cái gì? Đây dạy luôn, mai mốt thì mình phải dạy lại. Đặt vấn đề là nêu lên những cái hội chứng hoặc những cái triệu chứng quan trọng ảnh hưởng tới sinh mạng, tới sự khả năng hoạt động của bệnh nhân ở lần nhập viện này và ở lần khám này, và nó phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, nào chết trước đưa lên trước, và những cuối cùng là những cái bệnh lý nền quan trọng. Đặt vấn đề không phải là chẩn đoán, không phải là tên bệnh. Đặt vấn đề không phải là câu hỏi. Có nhiều bạn sư cứ hỏi bệnh nhân có viêm tụy cấp không, bệnh nhân có đau bụng cấp không. Đặt vấn đề không phải là hỏi, đặt vấn đề không phải là chẩn đoán, và đặt vấn đề là gom lại những cái triệu chứng và những cái hội chứng quan trọng. Nếu không gom được hội chứng thì là triệu chứng quan trọng. Rồi thì đặt vấn đề thử đi. Mấy em ở nhà phải làm thử.
và lại hệ thống tên. Đi vào thì gia đình gặp thầy bảo lúc nào hỏi vấn đề nhưng tại vì vấn đề bệnh nhân có nhìn ra vấn đề bệnh nhân phải chẩn đoán được, không nhìn ra vấn đề thì thua. Thế nào không cứ gì tôi ngồi tại chỗ nói sẽ có predictor. Vàng da, vàng mắt.
bây giờ bạn ra bằng mắt này phải suy tố gan không? Không biết. Phải tắc mật không? Không biết. Vậy thì con chưa biết là nó vàng không? Có nhiều nói nhiều không? À, có nhiều nói nhiều. Không biết nó vàng tắc hay là vàng hay suy tố gan, không biết. Đó giờ mình chẳng có tiếng khám đâu, biết là vàng này lâu rồi, vàng này mới xuất hiện. À, mà nhiều khi vàng này, cho dù mới xuất hiện và nó bị ngăn cấp sao? À, cho nên có nhiều nói nhiều, vàng ra bằng mắt. Điều thứ ba là gì? Không thuốc lá mà sử dụng rượu nhiều. Mình sẽ nếu mà mình kỹ mình sẽ hỏi chuyện là không hút được không? Không hút chịu nổi. Rồi nghiệm thứ ba. Cái hỏi tiếp. Không hút rượu được không? Không hút rượu chịu nổi. Rồi nghiệm rượu. À, mình sẽ phân biệt rõ ràng. Tại sao này đang học về tâm thần chẳng hạn, sẽ phân biệt rõ ràng của chuyện là abuse và addict, là nghiện và lạm dụng. Lạm dụng là tôi thú, tôi thích, tôi uống nè, mà tôi nghĩ cũng được, chả sao. Nhưng mà là cái cả hai đều là sử dụng được nhiều một thứ gì đó ha. Nhưng mà muốn dừng lúc nào dừng là ha. Còn lúc còn mà dừng lại là sẽ ảnh hưởng tới khả năng lao động sinh hoạt hàng ngày. Nên tôi ăn uống được thì gọi là tích ha, nghiện nào nó sẽ rất là tiêu chuẩn từ từng lúc hết trơn á. Nhưng mà nó còn lại cho đó cho gì hiểu. Nghe sử dụng rượu bia và uống rượu nhiều, ha, sử dụng rượu bia và uống thuốc lá, ba điểm thôi. Nếu bệnh nhân này nằm viện mà có số cao 38 độ 1, số cao 38 độ 1, đây là nhiệt độ trên 38 và nhịp tim trên 90, thì là hai bốn cái tiêu chuẩn của những cái miền cần thơ. Còn bệnh nhân này mới vào 7 độ rượu bia, chưa tới. Nếu mà bệnh nhân này nhập viện với tình trạng là huyết áp 80/50 hoặc 70/50 thì vấn đề đầu tiên của bệnh nhân là tình trạng sốc. À, tại vì sao? Nó chết trước trong phải là một cách chết trước. Tình trạng sốc chết trước. À. Để sau này mà tụi em gặp một cái trường hợp khác xuống tiêu hóa chẳng hạn, ói máu thì vẫn đen vô cái đặt vấn đề xuống tiêu hóa trên. Nhưng nếu bệnh nhân vô mà có huyết áp 70/50 thì mình cũng ghi là tình trạng sốc, hoặc mình biết nó sốc dẫn tới tích thì ghi là sốc dẫn tới tích đầu tiên nè. À, để mình biết cái ưu tiên là cái gì, cái gì gọi là ưu tiên. À, nói gì tiếp nữa, chúng ta sẽ bộ những cái phân biệt. Đây là một phần nãy ví dụ như có bạn em nói là viêm triệu chứng đau bụng điển hình viêm tụy cấp thì mình không nên dùng kiểu đó. Ở đau bụng điển hình viêm tụy cấp thì lý thuyết thì biết là đau bụng điển hình viêm tụy cấp, nhưng mà khi mình dùng cái chữ đó mình sẽ bị ám thị cái chẩn đoán viêm tụy cấp. Nhưng sẽ có những trường hợp không phải viêm tụy cấp, ví dụ như em đã nghe vô là cơn đau bụng mật, cái tự nhiên cái mình nghĩ trong đầu nó là đau, nó phải là bụng mật mà chưa hẳn là đau bụng mật ha. Rồi khi mà mình càng vô, mình càng lùi lại một chút, mình càng khách quan thì mình sẽ càng nhiều học sinh lựa chọn. Nha, mình dấn sâu vô quá, mình không còn đường nào để tránh lui. Khi chẩn đoán sơ bộ sẽ là gì? À, lúc đó mới được lộ ra là bệnh nhân sao? À, bây giờ nói thoải mái. Rồi. Còn không? Dạ,
viêm tụy cấp đầu tiên là vì bệnh nhân có cơn đau bụng và khám lâm sàng phù hợp với cái kiểu viêm tụy cho cái nào bệnh nhân có sau khi nhậu xong. Hai là các khả năng có thể bị viêm tụy. Thật ra viêm tụy mà sau khi nhậu có thể là đau liền, có thể là hôm nay nhậu mai không đau, mốt đau. Viêm tụy do rượu nó có thể như vậy, tức là có một ngày không đau thì chắc là còn phê rượu, qua ngày sau nữa nó mới đau. Ha, qua ngày sau nữa nó mới đau. Cái câu chuyện này là kể cho em biết là cái kinh nghiệm thực tế lâu rồi. Ông bệnh nhân nhậu mỗi ngày, uống rượu, uống rượu xong mà qua hôm sau không vấn đề gì hết, qua hôm sau nữa hàng chín bụng, hàng chín bụng thôi, chỉ hàng chín bụng thôi. Uống thì uống mấy thuốc chán bao tử vết xa nghe biết nào kia ăn không sao hết. Cái tối thì khám cũng chứng bụng thôi, lâu có thể chứng bụng, bụng hơi béo phì chút, chứng bụng thôi, khám bụng cũng mệt. Nhưng mà hỏi ra là trước đó các ngày là có chứng bụng nhiều, cho đi nhập viện, bác sĩ cho nhập viện, nhưng mà dạng là nếu mà không đi thì về nhà mà thấy mệt quá nhập viện ngay. Mà cuối cùng là sao, tới trưa hôm sau vô viện tụt huyết áp, ngưng tim thở chết. Viêm tụy ngoại tử, ha, viêm tụy ngoại tử. Cho nên có những cái trường hợp mà nó có thể nó sẽ không có tiền sản là 95% viêm tụy khởi đầu bằng đau, nhưng cũng có những trường hợp ít, trường hợp hiếm khởi đầu chứng bụng không, khởi đầu chứng bụng không đi xui. Cho nên thật ra nó có những cái trường hợp là nhiều khi mình phải là không giữ với ta hoặc là dùng gì đá thì dùng nhiều lần tôi dùng trước đó có nhậu mà nhậu xong rồi qua cách bữa sau qua bữa nữa dưới chứng chứng mà xài những cái thuốc chán bột tử nha, đặc biệt xài thuốc gọi là thuốc viêm dạ dày đó, mấy thuốc gói nó giảm nhanh tác dụng dạ dày á mà không giảm thì đi vô bệnh viện nha, vô bệnh viện. Ở đây bệnh nhân này, ví dụ bệnh nhân này đau bụng có đề kháng được vậy sau khi nhậu xong, dẫn đến đầu tiên mình bị thủy cấp. Dẫn đến thứ hai của bạn cũng hợp lý là cũng đau bụng mật, mặc dù cái kiểu đau không phù hợp, đau bụng mật thì nó cũng có ẹn lên, cũng đau bụng được vậy cũng cấp tính lên, nhưng cái cách đau nó không phù hợp, cho nên nó sẽ rớt xuống là chẩn đoán không bị. Cái đau quặn của mật nó không phải là đau, giống như đi chảy nha. Nó quặn một cái có thể vài tiếng và cảm giác là quặn thắt xiết lại, quặn cái vài tiếng chứ không phải quặn vài phút. Cái thứ ba là gì, nhồi máu cơ tim thành dưới, bệnh nhân này trên 50 tuổi uống thuốc lá nhiều, rượu bia nhiều, nguy cơ cao nhồi máu cơ tim. Còn không rồi, giờ tới câu chuyện tiếp theo. Cũng một cái bệnh nhân nhưng mà 37 tuổi thôi, cách đây khoảng chừng 4-5 năm, hút thuốc lá, nhậu, than đau bụng, lợn bên trái, nhập viện, than đau bụng đầy bụng, nhập viện. Bác sĩ nhập viện thì bác sĩ cấp cứu cho chích ống hút cơ bàn là chống co thắt, bớt đau, nhập viện đó khoảng 14-15, bớt đau, đưa lên khoa tiêu hóa, chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Chích phát bớt đau rồi, dưới chụp phim X quang đồ siêu âm rồi không thấy gì hết, chụp phim X quang không thấy lủng, không thấy tắc ruột, không thấy lủng. Lúc đó khám bệnh bác sĩ khám bệnh mới thấy là hỏi kỹ là đau xong rồi cũng nói là đầu lên nó bớt thành ra cũng đau nhiều hơn. Đi ra lấy cái phim X quang, thì thấy cái cung tọa mạch chủ nó bự lên cái ngực nó xuống tới cái bụng luôn. Chụp cái CT mình bóc tách tọa mạch chủ ngực và bụng. Cho nên cái X quang mình không phải chỉ có coi có viêm phổi không, có tim bự không, X quang bụng không phải coi có tắc ruột không.
biệt là có huyết áp hơi cao một chút, có thuốc lá nhiều mà đau bụng nhiều thì coi chừng thêm một cái chuyện là mình có tắc động mạch chủ nha, mình có tắc động mạch chủ. Nhưng mà ví dụ mà bệnh nhân mà trẻ để coi người ta có bị giang mai, giang mai nó gây bệnh máu tắc, biến chứng của giang mai ha, là viêm mạch máu gây bệnh máu tắc. Thì cái bệnh nhân đó là cuối cùng chụp CT đó là bệnh máu tắc động mạch chủ ngực bụng. Tại sao chích thuốc scopolamine còn bớt? Tại sao chích thuốc chống co thắt cơ mật lại bớt? Tại vì mạch máu và cơ mật ha, nó giãn, nó tự giãn, nó không siết nữa thì dĩ nhiên huyết áp cũng sẽ tụt xuống. Mà huyết áp tụt xuống thì nó bớt đau, huyết áp tụt xuống thì bớt đau, cho nên ta tưởng là rối loạn tiêu hóa. Nhưng thật sự ra là mình bệnh máu thì bệnh nhân này phải coi chừng có bệnh máu thắt hay không nha. Rồi còn một cái nữa là nếu như tụi em coi trong sách ha, có slide đây mà không chiếu gì nữa, tắc động mạch màng keo, tắc động mạch màng keo cũng gây ra cơn đau bụng cấp tính, nhưng thường để cho những cái cơ thể bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch cao, ví dụ như lớn tuổi, rối loạn nhịp tim, bệnh lý van tim, chích xì ke, thay van nhân tạo vân vân, dễ tạo ra khí khối. Và cái lâm sàng là gì? Đau bụng dữ dội, tiêu ra phân máu như máu cá, máu lợn lợn như máu cá, và khám là bụng mềm, đau thì dữ dội nhưng mà khám bụng mềm. Rồi còn chứng đáng phân biệt gì nữa hay là câu chuyện khác nữa? Chúng ta còn cũng nhiều gặp một gì vậy? Một cái bệnh nhân khoảng chừng 50 tuổi, tôi gặp cách đây khoảng chừng 4 năm, đau bụng thường bị, nhưng mà này không tính độ cấp nhưng mà gây khó chịu nhiều, xoay trở lại được một con đường đi khám thì ta kêu đau bao tử, thuốc đau bao tử không đỡ, được kiểm tra HP đúng không, HP hết HP nhưng mà vẫn còn đau thì khám, hỏi bệnh nhân là đau sao, mình đỡ mình có đau không, thì đang nằm ngồi dậy thì đau, đang ngồi nằm xuống thì đau nhiều hơn, thì gặp tôi mới rờ ha. Các mấy bác sĩ khác ở bệnh viện người ta không có chỗ để cho rờ, về đây thì gặp tôi rờ bụng xong rờ lên mấy cái sinh sườn ha, rờ lên sinh sườn bên trái thì bệnh nhân kêu đau dữ, đau dữ rờ vô đau chói, đó dữ cái bụng gì không, không chấn thương bằng không, té học không, rồi có làm cái gì bằng mạnh xoay trở hay xoay trở đột ngột không, không. Tại sao tôi phải hỏi gì vậy? Tôi đã gặp cái bệnh nhân mà là leo lên nóc nhà, sửa nóc nhà, kéo mấy cái mái tôn mà kéo đột ngột siêu âm rồi gãy sinh sườn, muốn đụng gì cho nó làm những lao thao tác tập đặc biệt hơn, gọi là đồn ngọt hơn, mà tự nhiên gãy sinh sườn thì mới hỏi bệnh nhân nó không làm những gì đó, siêu âm bụng bệnh nhân siêu âm luôn rồi không thấy gì, nhưng mà siêu âm bụng lúc đó bàng quang bệnh nhân sẽ nói chung là cũng may phước là đi học đa khoa không nhớ được gì hết, mỗi khoa nhớ được chút. Bệnh nhân nam lớn tuổi siêu âm và quan sát chưa khảo sát thì chuẩn bị làm beta thử, ca beta tăng cao đi làm sinh thiết ung thư thì tiền tuyến di căn xương và gửi vào bác sĩ chuyên khoa về liệu vô thuốc nào kia bệnh nhân khỏe ớt đạp ung thư thì tiền tuyến di căn xương, cho nên tụi em đi khám thứ nhất hỏi bệnh là hỏi cho tò mò, không hỏi là hỏi cho tình cùng thế giới luôn ha, phải lấy một cái thái độ gọi là tò mò cực đỉnh ha, để mà hỏi và rờ phải mò nắm cho kỹ ha, rờ cho kỹ, sờ cho kỹ, hai đầu bụng bị rồi phải rờ hết, tôi mới dùng lực lên tới bụng, tôi mới dùng tay xuống sườn ha. Và rất là nhiều sau này em sẽ nghe những cái câu chuyện biến biết ha, rất là nhiều là bệnh nhân nữ mà hay thang đông bệnh thì hoài nổ tim thì hoài không ra, thì là khi mà gặp bác sĩ mà người ta chịu rờ thì đau chói cái bụng sụn sườn bên trái, tại vì hội chứng PS viêm khớp sụn sườn ở nữ rất nhiều. Có ngày đi đo nhịp tim là men tim nổ tim gì được, là nhưng mà rờ nó vô viêm khớp.
đầu tiên là nguyên thủy đúng không? Rồi xong là bằng ha, nhổ tim ha, từng một tắc ha, tắc mặt mặt treo không nghĩ nhiều. Cái đối tượng này phải đối tượng tắc mặt treo. Còn bị gì nữa? À, viêm loét dạ dày ha. Thì thường đó là đau bụng dữ thì thường là viêm dạ dày cấp do rượu. Viêm dạ dày cấp do rượu. Còn trường hợp nữa là gì? Ví dụ mà vàng da bụng á, đau viêm gan cấp. Viêm gan cấp thì không có đau dữ dội ha. Viêm gan cấp là đau tích chuyện nhẹ thôi ha. Rồi còn một trường hợp nữa nhưng mà đừng kể trường hợp này, đó là gì? Thai lạc chỗ cho một bụng. Vậy nó có bệnh nhân nam thì kêu là thai lạc chỗ cho một bụng ha. Đó là những cái chẩn đoán phân biệt. Rồi thì đề nghị cận lâm sàng thôi. Nói luôn, thường là bệnh nhân là gì? Con thức máu đúng không? Thứ nhất là con thức máu bằng bạch cầu làm sao? Rồi làm men tụy, em biết là amila đi ba ha. Amila hoặc đi ba. Không làm hai cái lực lượng. Không làm hai cái lực lượng nha. Có vai trò của amila và đi ba nhưng mà không có gì là hai cái lực lượng, chọn một trong hai cái thôi. Rồi làm ra mà chưa rõ nó mới sẵn thêm làm. Chứ không có chỉ định amila với đi ba là lực lượng. Rồi buôn, retinin, chức năng thận, ha, men gan. Rồi vàng vàng mà làm bilirubin ha. Đau bụng thì giảm gì? Phải có x-quang, bụng đứng, siêu âm bụng ha. X-quang bụng đứng, siêu âm bụng, x-quang phổi. Thì đây là kết quả. Cầu 12.8, nitro 87%, HCT 45%, buôn 32, retinin 1.1 mg decilit, mang gan tăng nhẹ, AST 112, AST 78. Học bài phân tích sinh hóa gan chưa? Đứng chưa đứng đầu. Học bài phân tích sinh hóa về gan chưa? Ủa nhớ có cái bài đó mà. À, đáng nữa hả? Rồi siêu âm amila 2.3, xét nghiệm amila 2.3, siêu âm bụng thì nhiều hơn, có khảo sát x-quang bụng thì bình thường, x-quang bụng thì dư dạng. Đây là hình ảnh sentinel lúc quay bộ căng gán, là một cái bụng bụng khu trú bị liệt, chứng hơi ở cạnh một cái ổ viêm ở vị trí của tụy. Rồi phải là như vậy nha. Hỏi gì? Ai chẩn đoán hiện tại là như thế nào và cần đề nghị xem cần lâm sàng gì hay không? Xem nào, xin phép. Còn cần thêm gì nữa không? Một phút, xin nghe. Xin tay ra.
đứa nhà đứa nào cũng xung phong cứ hê lên dạ cho em nói. Đầu tiên là nói về triệu chứng lâm sàng là đau bụng, buồn nôn, không khám tại vì nó viêm cấp cho nên có thể sốt nhẹ, nhịp tim có thể nhanh, tùy theo mức độ huyết áp có thể tụt hoặc là bình thường ha. Bụng thì có thể có đề kháng hoặc không đề kháng, rồi nghe âm ruột thì có thể giảm hoặc là mất âm ruột, có thể có vòi dính dạ dày màng phổi bên trái, có thể có vàng da nhẹ, và cuối cùng là có thể có bầm da một con lên hoặc bên rốn ha. Đó là trong trường hợp là viêm tụy cấp hoại tử, viêm tụy cấp xuất huyết ha. Lướt qua chút xíu về cái triệu chứng lâm sàng. Đây là cái dấu bầm máu ha, một con lên và bên rốn trong những trường hợp viêm tụy cấp hoại tử xuất huyết. Đây là những cái đặc điểm của đau bụng trong viêm tụy cấp. Đau bụng thượng vị có thể đang sau lưng và rất nhanh, đau vì bạn nghĩ liên tục tăng dần đến tối đa trong vòng nửa tiếng, rồi kéo dài trên 24 tiếng không giảm, có kèm với buồn nôn, nôn khám có thể có đề kháng ở vùng trên ha. Đó là cái kiểu đau của viêm tụy cấp. Còn lâm sàng
CRP. Còn Neutrophil Specific Elastase và Interleukin 6 thì người ta sử dụng trong nghiên cứu khoa học là chính. Cô lạc máu thì người ta dựa vào HCT. X-quang. Rồi, X-quang có thể thấy sentinel lúc. Rồi, có thể thấy chạy dịch màng phổi. Siêu âm, ECT, EMI, ACD, US, đủ thứ. Cái này là một cái hình ảnh ví dụ về viêm tụy cấp trên siêu âm. Trên siêu âm. Siêu âm quá tĩnh luôn. Đây là một cái tụy bình thường. Một cái tụy bình thường nằm ở bên này, nằm ở bên trái. Đây là cái tĩnh mạch gì? Tĩnh mạch cửa. Cái tụy bình thường nó nằm rất là tròn, đều nó ôm xung quanh tĩnh mạch cửa. Còn đây là một cái tụy bị viêm. Các em sẽ thấy cái độ âm thanh của nó sẽ giảm đi. Cái độ âm của nó giảm đi, đen hơn. Rồi trên phổi có thể chạy dịch màng phổi trái và dấu hiệu sentinel loop ở trên siêu âm phổi. Thì bây giờ mình sẽ bàn sâu hơn về cái thằng amylase với lại EPA. Hai thằng này khác nhau chỗ nào? Tại sao lúc thằng này lúc thằng kia? Amylase với lại EPA thì thật ra cái vai trò thực tế nó gần như nhau, đều phải là ba lần giới hạn trên bình thường. Amylase nó sẽ tăng nhanh trong vòng 1-2 tiếng đầu sau khi khỏi phát bệnh. Amylase cái thằng EPA thì nó sẽ chậm hơn khoảng 3-4 tiếng. Cho nên những cái bệnh nhân mà đau bụng mà chạy vô bệnh viện sớm, mới đau cái 1 tiếng chạy vô liền thì thường ưu tiên mình sẽ làm amylase hơn. Còn những cái bệnh nhân nào mà đau bụng mà trong vòng ngày đầu thì hai thằng như nhau chọn 1-2. Còn nếu mà bệnh nhân đau bụng khoảng ngày 2, ngày 3 trở đi, vì amylase nó sẽ trở về bình thường sớm, cho nên thường từ ngày 2, ngày 3 trở đi thì mình hay ưu tiên đi EPA hơn. Cái điểm thứ hai, amylase có thể khoảng 30% nó sẽ không tăng trong trường hợp viêm tụy cấp do rượu, do tăng triglycerid, viêm tụy cấp trên nền viêm tụy mạn, viêm tụy cấp trên nền ung thư tụy hoặc viêm tụy cấp do gọi gì lết thầm nhĩ, tức là những cái là sao lết mặt sau của mình đã kè ha, dịch vị đã vô cái viêm tụy. Những trường hợp đó là ngoại khoa rồi. Amylase thì nó có cái thằng EPA thì nó có cái đặc điểm tốt hơn là tại vì trong cái viêm tụy cấp do rượu nó vẫn tăng được, trong tăng triglycerid nó vẫn tăng được và thời gian tăng của nó kéo dài hơn so với là amylase. Ngày xưa chưa có làm được EPA thì người ta sẽ thường phối hợp với lại amylase nước tiểu. Amylase nước tiểu nó sẽ tăng kéo dài giống như EPA, có thể kéo dài đến khoảng 7-10 ngày. Đó là amylase nước tiểu. Nhưng mà sau này người ta làm EPA máu rồi thì người ta bỏ qua vai trò của amylase nước tiểu. Vậy thì trên thực tế là gì? Lặp lại. Nếu bệnh nhân vô đến mình sớm 2 tiếng đầu thì ưu tiên amylase hơn. Nếu bệnh nhân vô đến mình sau khoảng ngày trở đi thì mình ưu tiên đi ba hơn, và càng muộn thì càng ưu tiên đi ba hơn. Còn khoảng trong ngày đầu thì hai thằng như nhau. Rồi, thì trong tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tụy cấp là gì? Thứ nhất, đau bụng chữa bụi. Thứ hai, men bụi tăng gấp 3 lần trên bình thường. Thứ ba, chẩn đoán thành phù hợp của viêm tụy. Đây này bệnh nhân ngó chưa? Bệnh nhân này của mình sao? Đau bụng chữa bụi có rồi, men bụi tăng mới có gấp 2 lần thôi, chưa đủ, chưa âm, chả thấy gì hết. Nhưng mà mình sẽ lục lại là tại sao tôi quyết tâm tôi phải tìm cho bằng được coi có viêm tụy cấp hay không. Tại vì bệnh nhân có một cái phản ứng viêm cấp tính thể hiện qua gì? Bạch cầu tăng ha, đang như cũng thế. Thứ hai, phản ứng viêm đó mặc dù men tụy nó tăng chưa đủ nhưng mà nó cũng có tăng và có cái hình ảnh sentinel loop thì nó gợi ý, nó đều là những tiêu chuẩn gợi ý bệnh lý của tụy. Bây giờ tôi làm CT, đúng không? CT bụng có sử dụng thuốc cản quang. Rồi, đây là CT bụng có sử dụng thuốc cản quang. Bên trái
chiếu bình thường, bên phải là CT của bệnh nhân. Rồi cái đầu mũi tên đây là cái mụn tụy ha, thì cái mũi tên hình tam giác là cái mụn phù này mụn dịch. Đây là một cái hình CT cho thấy là tụy có bị viêm. Thì tuy nhiên tụi em chưa học về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh thời kia, cho nên mình biết là đây là cái hình ảnh, chỉ cần biết là người ta mô tả là tổn thương tụy có phù nề không bị mở xung quanh và có tụ dịch ở chỗ này chỗ kia chỗ đó, thì nó là đặc điểm của viêm tụy cấp. À, vậy là mình có đặc điểm sao không có CT phù hợp với tuyến cấp. Đó là trong khi nào đúng lý thuyết, mà cuộc đời thì ngẫu nhiên lý thuyết. Các em sẽ gặp thỉnh thoảng, các em sẽ gặp nếu mà đi tiêu hóa, các em sẽ gặp những cái trường hợp là chúng ta quặn bụng, men tụy không tăng, nhưng CT chỉ thấy như vậy thôi. Thì đó là theo cái định nghĩa kinh điển, viêm tụy cấp là bệnh lý loại trừ. Bệnh nhân đau bụng cấp dữ dội là các xét nghiệm không ra gì hết, chụp CT loại trừ hết tất cả những cái bệnh lý khác có thể gây đau bụng mà chỉ thấy ổn hình tụy. Thì cho dù là không được 2-3 tiêu chuẩn, nhưng mà hình ảnh CT thấy như vậy là tôi có quyền chẩn đoán bệnh nhân viêm tụy cấp chẳng hết. Điều trị đi sáu như vậy, viêm tụy cấp ở thời điểm đó là viêm tụy cấp mức độ gì? Chẩn đoán bệnh rồi, hai chẩn đoán bệnh rồi, viêm tụy cấp do rượu trên bệnh nhân này, CT sẽ còn thấy ngoài trừ rượu ra bên trên CT còn thấy cái cục này là cái cục sỏi. Thấy cái đốt chẳng của em không? Đó là sỏi. Rồi vậy viêm tụy cấp này do rượu và do sỏi mật phối hợp hai thứ. Hồi nãy các bạn bạn nghe nói là làm IACP, thì cái IACP không phải để chẩn đoán viêm tụy cấp. Bản thân IACP có thể gây ra nguy cơ gây ra viêm tụy cấp 10%. Nha, làm IACP xong trăm người có 10 người có thể viêm tụy cấp. Thì IACP là một cách để mà làm can thiệp lấy sỏi những bệnh nhân viêm tụy cấp do sỏi. Đó là cái phương pháp để can thiệp để điều trị. Bây giờ viêm tụy cấp này mức độ gì? Bệnh gì rồi, viêm tụy rồi, nguyên nhân là nội do sỏi ha. Mức độ có mấy mức độ? Nhưng mà hấp dẫn nhất là để chẩn đoán, nó còn mấy mức sao khô khan chán. Mức độ thì có 3 mức độ: nhẹ, trung bình, nặng. Trong vòng 1 tuần lễ đầu của bệnh thì nếu như không tụt huyết áp, nếu như không siêu thận, nếu không siêu hấp thì là nhẹ. Nếu mà có biến chứng suy tạng sáng qua trong vòng 4-5 tiếng thì là trung bình. Suy tạng này kéo dài trên 4-8 tiếng. Từ ngày thứ 7 của bệnh trở đi, nếu không suy tạng, nếu không có các biến chứng tại chỗ trên hình ảnh thấy được thì là nhẹ. Nếu mà còn tụ dịch quanh tụy, nếu mà có hoại tử, nếu còn có bất kỳ một cái biến chứng gì là biến chứng tại chỗ của tụy thì là trung bình. Tại sao phải là 7 ngày? Thì thường diễn tiến viêm tụy là có thể gây ra những cái tụ dịch cấp và phục hồi là từ hấp thu trong vòng 7 ngày đầu. Và nếu nó còn tồn tại trên 7 ngày thì nó sẽ trung bình. Và là nếu mà suy tạng thoáng qua trong vòng 4-8 tiếng thì trung bình. Còn suy tạng kéo dài là nặng. Hoặc mức độ trung bình người ta còn học trong cái nữa là viêm tụy gây kích hoạt những cái bệnh lý mãn tính, gây ra những cái đợt cấp trong bệnh lý mãn tính của bệnh nhân. Ví dụ viêm tụy gây ra cơn hen, viêm tụy gây ra đợt cấp COPD, viêm tụy gây ra một cái khó thở bệnh nhân suy đi. Mà chưa tới mức độ là tụ huyết áp, chưa tới mức độ tụ oxy, chưa tới mức độ suy thận. Đây gọi là viêm tụy mức độ trung bình. Cái khúc chán chán chán. Vậy thì một bệnh nhân cụ thể luôn. Ví dụ bệnh nhân nào? Gặp gì
viện huyết áp 130/80. Nhưng nếu bệnh nhân nhập viện vô huyết áp 80/50 thì nói gì? Sốc. Sốc giảm thể tích ha. Vì tụy rồi thì biết là sốc giảm thể tích ha. Vậy viên tụy mức độ gì? Khi mà có suy tạng thì chẩn đoán nó nặng. Cái xử lý cái đã đời theo kiểu nặng cái đã đi. 4-8 tiếng nó ra thì tôi sửa lại còn trung bình. 4-8 tiếng học ra hoặc đi tập máu này là đen, dùng còn là tá tả, thở máy, uống xua hết thì nó là nặng. Không có không có một cái đòi hỏi nào mà cái chẩn đoán mình không chịu được. Bây giờ nặng đó mai nó trung bình. Nay hôm nay nhẹ đó mai chết. Viêm tụy là chết với các kỳ tử. Viêm tụy là vậy. Cho nên nếu như mà tôi cứ bệnh nhân mà có bất kỳ bài viết nào mà có suy tạng thì tôi cứ chẩn đoán nó còn nặng trước và tôi xử lý như mức độ nặng. Bệnh nhân này có tội gì? Nhẹ ha, mới tụy xương tụy, không tụy áp, không tụy mạch, không tụy hấp, mức độ nhẹ. Và bước tiếp theo là có yếu tố tiên lượng diễn tiến nặng hay không. Yếu tố tiên lượng diễn tiến nặng là gì? Thank you.
tuổi, bạch cầu, LDH, glucô, albumin, canxi, máu, oxy máu, động mạch và ure. Thực ra cái điểm này nó cũng có cái điểm yếu là nó không tiện dụng. Tại sao? Phải đè ra lấy cái máu mạch này, phải lấy cái máu mạch này. À, rồi LDH thì có một số bệnh viện cần ở nhiều quận huyện chẳng hạn thì ta không làm được, cho nên nó sẽ không tiện dụng. Và tiêu chuẩn Glasgow là khi nào lớn bằng 3 điểm. À, nếu có lớn bằng 3 điểm thì là có tiên lượng diễn biến nặng. Cái bảng này nữa, ABAS2. ABAS2 là sử dụng chung cho tất cả các bệnh lý hậu khoa nặng. Thì thường là các em xem tôi biết, từ 8 điểm trở lên là có tiên lượng diễn biến nặng và thường đặt trong cái phòng hồi sức cấp cứu á, để mà tra thôi, không bắt buộc. Rồi này là một cái hình ví dụ thôi. Nó còn cái điểm là ôi sao mất tiền rồi. Nó còn cái điểm nữa là chắc các em coi trong sách, biết sao dành mất cái slide đó. Điểm CDSI. CDSI là phải dựa vô CT. CDSI là gồm có điểm Bataza cộng với lại điểm ngoại tử. Điểm Bataza là coi cái tụy nó viêm, nó buồn nề hay có thâm môn mở hay là tụ dịch một chỗ hay là nhiều chỗ. Cái điểm là 0.234. Ngoại tử thì là 0.246. Và cộng hai cái điểm đó lại, nếu mà từ 6 trở lên là có tiền lượng diễn biến nặng. Trên thực tế, nếu như nói là trong vòng 7 ngày đầu chỉ có tổn thương tụ dịch thì là nhẹ. Nhưng nếu vì một lý do nào đó bệnh nhân đau bụng cấp nhập viện, được chụp CT thấy hình ảnh một cái vùng nhu mô tụy giảm bắp cốt cản quan hoặc là không bắp cốt cản quan thì là thường nghĩ gì? Hoại tử. Là cái hoại tử, đúng không? Như vậy thì trên lý thuyết người ta sẽ nói cho rõ là gì? Cái thời điểm mà trong vòng 3 tháng ngày đầu á mà chụp CT mà thấy nó giảm bắp cốt cản quan á là nó chưa hẳn hoại tử đâu, mà nó đang bị bóp cổ thôi, nó chưa chết. Nó là giảm huyết áp tới cốt cản quan không vô được, tại vì cái mạch máu nó bị đè hẹp lại ha, mà tôi làm máu nhiều quá đang bị bóp cổ và đang bị bóp mạch máu lại. Nếu như bù dịch để đưa mạch máu tới không đủ thì lúc đó nó mới chết thiệt. Đó là lý thuyết nói. Thực tế nói sao? Thực tế là thời điểm đó cứ chẩn đoán viêm tụy hoại tử đi. Cứ chẩn đoán viêm tụy hoại tử đi và tôi buộc dịch cho đã rồi đi. Buộc dịch cho nó tích cực vô. Và tôi cứ chẩn đoán là viêm tụy mức độ trung bình đi. Chứ đừng có lý thuyết hóa trong vòng 7 ngày đầu chụp CT lên thấy nguyên nửa cái tụy nó không có bắt cũng càng quan mà nó giờ trong vòng 7 ngày đầu thì viêm tụy nhẹ. Thì cái thái độ kiểu viêm tụy nhẹ cái sự cái chế độ chăm sóc sẽ khác, nó sẽ làm cho bệnh nhân bị mất đi cái cơ hội phục hồi, là cái bụng bị nó đang thấp thỏm, đang ngáp. Vậy thì bệnh nhân này creatinine từ 1.1 lên 2.1 mg/dL.
siêu âm thì có một bệnh dịch trong bụng thôi. Làm gì nữa? Giờ làm gì? 30 giây suy nghĩ. Khám bệnh nhân xong rồi ra ngồi 5 phút suy nghĩ 30 giây. Rồi làm gì nữa em? Làm gì nữa? À, hai ngày điều trị bệnh nhân còn đau bụng, sốt, tiểu ít, rồi đi đi tăng lên cái đầu. Làm gì? Em nghĩ là chụp lại cái CT. Tìm gì? Chỉ định chụp CT khi nào? Không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng chụp CT. Đầu tiên là chẩn đoán xác định lại khi mà lâm sàng và những lâm sàng khác chưa khẳng định được. Đầu vô bệnh nhân làm cái đầu đúng không? Tại vì siêu âm với lại xét nghiệm chưa đủ. Chỉ định thứ hai là xác định mức độ nặng và các biến chứng tại tụy cũng như là quanh tụy. Nếu bệnh nhân lâm sàng xấu trong vòng 48 đến 2 giờ liền kỳ. Ngày sau 48 tiếng điều trị nó sàng bệnh nhân 6. Và bây giờ mới chậm cho tiền biến chứng. Cái thứ ba là hướng dẫn can thiệp qua da. Mà sẽ có những cái trường hợp mà tụ dịch hay là có áp xe mà tụ nước gì đó thì ta chậm hút nha. Chậm hút cái dịch ra ra. Bệnh nhân này CT. Nhưng cũng chụp CT là giờ CT không cảm quan hay có cảm quan quan sao coi được hoại tử. Không quan sao coi hoại tử được. Sao coi bắt máu và bắt thuốc được. Tức là hai chị một là hội chẩn thành tạo, hai là chụp CT. Cho biết hoặc hội chẩn thành tạo hoặc hội chẩn tại hồi sức tích cực để chuẩn bị cái khâu lọc máu cho bệnh nhân. Tường nào cũng phải lọc hết trơn, nên chụp CT không chụp CT gì bệnh nhân này cũng phải lọc máu. À, cái đó là câu chuyện của y sáu. Đường nào một chân thì cũng phải lọc máu. Cho nên chụp CT. Đó. CT. Mất tiền với tội rồi. Ha. Mất tiền với tội rồi. Tội tức đạo nó còn vậy. Ha. Còn chắc chắn được miếng. Rồi. Giờ mất tiền luôn rồi. Viêm tụy hoại tử ha, nó còn đau, tụy hoại tử sốt lên phản ứng viêm dữ dội và bệnh nhân này có hiện tượng là suy thận này có thể do cytokine cũng như là suy thận này có thể do thiếu nước. Như vậy là tới ngày này là chẩn đoán cái gì? Viêm tụy cấp, mức độ nặng, biến chứng suy thận cấp, viêm tụy hoại tử đi ha, dùng chữ
thì cái việc tiếp theo người ta sẽ phải làm gì? À, người ta phải can thiệp và lọc máu không mà kia vân vân, thì cái đó là chuyện thứ sáu, là chuyện viêm gan. Dựa vô chứng năng,
gì nó cũng nhất nhất thôi, nhớ qua rồi đi mình là một cái tình trạng viêm tái phát mãn tính nha, thành những cái mô sơ sợi làm suy giảm chức năng nội ngoại tiết tiến triển, có nghĩa là một tiên không trở lại nha, chết nào chết luôn, một tiên không trở lại, không có sự phục hồi, bị nó chết thì chết luôn, không phục hồi nữa nha. Là viêm tụy mạng là chỉ có càng ngày càng đi về nơi xa thôi. À, nguyên nhân thì rất là nhiều thứ, các em về coi. Thì đây người ta làm một cái thống kê rất là hay. Nguy cơ suốt đời viêm tụy mạng tính theo gam cồn. Mỗi ngày uống 25 gam thì nguy cơ suốt đời bị là gì? Gấp rưỡi là bình thường, không uống 25 gam là nhiêu? Uống bia là uống nhiêu? 5% bao nhiêu ml? 330 ml, hay là em uống toàn 500? 330, em bình thường đi, bình thường thôi, và 330, 5% là nhiêu phải tính còn? 16.5 ml còn, 16.5 ml còn là bao nhiêu gram? 16.5 ml còn là bao nhiêu gram? Nhân nhiêu? 0.8. Nhân 0.8 có nghĩa là 13.2 gram còn. Nhân cái này 10 năm rồi, ngày mỗi cái này nhân 10 năm rồi sao chả đi nhân như thế này chỉ một phương rồi. Hai lon nha. Thì nguy cơ là gấp rưỡi. 4 lon nguy cơ gấp 2 lần rưỡi. 6 lon nguy cơ gấp 4 lần. À, như nữa 8 lon nguy cơ gấp 6-3 lần. Đó là người ta thống kê là nguy cơ tính từ giờ đến tới giờ, tính nguy cơ tính suốt đời vậy. Trong viêm tụy mạng nó rất là nhiều thứ tiêu chuẩn, nào là mang hen, nào là rose con tương là la hết tiêu chuẩn vàng thì nói viêm tụy mạng là sinh thiết bỏ vàng sạm lớn tiêu chuẩn vàng là 1 số 9, kia vàng 4 số 9, còn 1 số 9 là EACB. EACB biến chứng viêm tụy cấp nhiều, bây giờ bỏ qua luôn ha. Ở cái mức độ chấp nhận được thì người ta dùng cái gì? Nếu lâm sàng nghi ngờ viêm tụy mạng có nghĩa là gì? Giống như bệnh nhân hồi nãy nào bệnh nhân uống cái rượu bia nhiều, uống thuốc lá, và bệnh nhân viêm tụy cấp đã đi tới lại nhiều lần, triệu chứng là có đau bụng năn nỉ, mơ hồ, buồn thượng vị, đi khám nhiều nơi không phát hiện ra triệu chứng gì khác, không phát hiện ra bệnh lý gì khác thì làm gì? Siêu âm bụng trước X quang bụng, siêu âm X quang bụng. Nếu siêu âm bụng X quang bụng đủ xác định viêm tụy mạng thì là xác định viêm tụy mạng. Thí dụ siêu âm X quang có thấy X quang thì tôi chỉ thấy vôi hóa không là đủ để nói viêm tụy mạng. Siêu âm tôi có thể thấy vôi hóa, tôi có thể thấy tụy teo, nếu mà siêu âm xịn ra đây siêu âm xịn bệnh nhân thành bụng mỏng, tụy teo, tụy giãn, vôi hóa thì dẫn đến viêm tụy mạng. Không đủ chụp CT. Chụp CT nếu mà thấy tụy teo, giãn ống tụy, vôi hóa tụy thì dẫn đến viêm tụy mạng. Không đủ chụp MRCP, MRI mọc tụy. MRCP nó khác với MRI bụng nha. MRCP là nó tập trung vô cái bụng tụy, ngang mọc tụy. Nếu mà đủ chẩn đoán viêm tụy mạng thì tôi xác định viêm tụy mạng. Còn không đủ thì người ta làm cái kỹ thuật khác là EUS, siêu âm qua nội soi. Siêu âm qua nội soi là làm gì? Người ta soi cái ống soi dạ dày đi xuống, nó có cái đầu dò siêu âm, cái đầu dò đó nó đi xuống cái đầu soi dạ dày xuống đến tá tràng, áp cái bóng pha te bật siêu âm lên, người ta quan sát được cái mô mị vùng đó.
thì ta sẽ sử dụng cái gì? Dùng cái tiêu chuẩn Rosemont để mà coi cho bệnh nhân đủ điểm cái gì mạng không. Tiêu chuẩn rất là thách làm cho đã hết đời thì không thấy được gì hết thì thôi đừng làm thêm NCP đi nữa. Và theo dõi lâm sàng trong 36 tháng vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn đau, còn nghi ngờ thì làm lại quy trình đi vậy. Cái đó là để chẩn đoán viêm tụy, viêm tụy màng. Còn bên đây những cái triệu chứng như là xét nghiệm máu, cái cytogen hay là fibroelasta, đó là elasta một trong phân, là cái men tụy nó tiết ra nó được tạo thải vào phân. Thì những xét nghiệm này đánh giá cái chức năng tụy còn lại chứ không phải là chẩn đoán viêm tụy màng. Chức năng tụy còn lại. Bây giờ chẩn đoán viêm tụy màng dễ rồi, chuẩn bị bạn nghĩ tới nó thôi. Con nghĩ tới nó thì con nghe thì mới chẩn đoán được nó. Rồi xử lý tiếp cho bệnh nhân là đi sáng. Viêm tụy màng bây giờ không mất viêm học nữa thì chỉ còn biết là viêm tụy màng là gì. Viêm tụy màng là cái bệnh lý viêm màng tính lặp đi lặp lại của tụy, suy giảm chức năng nội tiết ngoại tiết của tụy và một liên không trở lại. Chúng ta từ cái lâm sàng nghi ngờ mình sẽ làm siêu âm từng bước một, siêu âm X quang trước rồi CT, sẽ tới MRCP, rồi tới UMS. Còn đánh giá bằng chức năng tụy còn lại thì mình làm chiếc cytogen trong máu, bị rất là một căn phân, rồi xét nghiệm đường. Hay những bệnh nhân mà suy viêm tụy màng có thể là đái tháo đường thứ phát. Trong cái đau bụng của viêm tụy màng, cái lâm sàng viêm tụy màng còn phải phân biệt với ung thư tụy. Ung thư tụy thì cũng sẽ có thể đau bụng, chứ phân mà ở cũng có thể sụp ký, cho nên phải phân biệt với ung thư tụy. Bạn hỏi tại sao phải xét nghiệm đường ở viêm tụy màng. Bệnh nhân viêm tụy màng là trong cái định nghĩa là suy giảm chức năng tụy ngoại tiết và nội tiết. Nội tiết tụy nó có vai trò điều chỉnh đường máu ha. Thì những cái trường hợp mà suy tụy nội tiết có thể dẫn đến đái tháo đường, cho nên những bệnh nhân viêm tụy màng là mình phải xét nghiệm cả đường để mình tìm cái tiểu đường thứ phát do suy tụy. Tụy tiết ra insulin và glucagon và hormone để làm tăng đường huyết thì rất nhiều, mà hormone để làm giảm đường huyết thì có insulin thôi, cho nên nếu mà giảm insulin thì sẽ có nguy cơ đái tháo đường. Rồi em nào hỏi nữa? Tức là nhà đàn amila thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân bệnh lý khác ngoài cơ ngoài tụy, cho nên sau này cái phương thức người ta sẽ ưu tiên làm amila hơn. Nhưng mà có một cái tình huống đặc biệt, ví dụ như tôi nói nãy đó, bệnh nhân nhập viện 1-2 tiếng đầu á, khi mới đau bụng á thì amila nó sẽ chưa kịp tăng, cho đó mình sẽ ưu tiên cái thằng amila
Dạ, bạn sớm hơn thì ba vài tiếng. Còn cơ sở y tế tại chỗ có nào làm đó? Trong cái điểm VSAP có cái đánh giá chi giá bằng Lasco là Lasco của cái thần kinh đó. Trong cái Lasco của cái tượng này ha, Lasco và của BVM Lasco 15, nhưng mà chỉ cần dưới 15 là đã dùng tới. Bạn đặt câu hỏi rất là hay ha. Bệnh nhân ngày đầu tiên có chụp CT có cảm quang vậy thì sau điều trị 2 ngày sau xuất hiện sinh thận thì sinh thận có phải biến chứng của thuốc cảm quang không? Có thể. Ai cấm đâu ha. Thường sau khi sử dụng thuốc cảm quang mà bù nước không đủ, bệnh nhân đặc biệt đang thiếu nước nữa mà bù nước không đủ thì thường sau khoảng 48 tiếng bệnh nhân có thể xuất hiện sinh thận do thuốc cảm quang. Đó cũng là một cái yếu tố nguy cơ dẫn tới sinh thận. Bạn hỏi rất là hay, rất là đúng. Nhưng mà giờ có phải do thuốc cảm quang không? Thuốc cảm quang thì thuốc cứ dẫn tới nguyên vị thì nó nặng hay thì nó có sinh thận. Trong cái chẩn đoán mà viêm tụy cấp do tăng triglycerid á thì mình sẽ phải rất cẩn thận. Tại vì trên thực tế khi mà viêm tụy á, ở cái thần bệnh nhân không tăng triglycerid á thì viêm tụy nó là cái stress cấp tính nó mà có thể làm kéo tăng cái triglycerid lên cho phản ứng. Là thứ nhất. Thứ hai, bệnh nhân viêm tụy mà bệnh nhân có nhậu nhiều á thì cũng có thể tăng triglycerid phản ứng. Cho nên chẩn đoán tăng triglycerid khi mà mình loại trừ viêm tụy do sỏi và rượu mà có triglycerid trên 1000 mới chẩn đoán là tăng triglycerid. Chứ không phải bệnh nhân automatic vô là triglycerid trên 1000 rồi ta nói do triglycerid. Nên mình phải loại trừ do sỏi và do rượu ra. Thường đó là trên cái nền bệnh nhân mà có rối loạn mỡ máu sẵn có biết xưa giờ rồi ha, sách âu mỹ thì bệnh nhân lúc nào cũng phải gọi đề này. Trước vô viêm tụy ta cũng đã đi khám sức khỏe định kỳ, ta biết mỡ máu ta nhiêu. Như bệnh nhân nào trên triglycerid có sẵn trên 1000 rồi á thì rồi vô cái viêm tụy là biết viêm tụy do tăng triglycerid. Chỉ có là sau này lên đi làm mình tập trung ha, khi đã khám bệnh nhân nào tập trung tối đa đi bệnh nhân, mò mẫm bệnh nhân, hỏi kỹ bệnh nhân ha, hỏi cho kỹ bệnh nhân, làm cho kỹ bệnh nhân. Ví dụ như hay nói bác sĩ Sài Gòn hỏi có gì mà đúng chưa chắc bác sĩ Sài Gòn nữa, bác sĩ tỉnh nào chẳng phải là cái môi trường làm việc của bác sĩ Sài Gòn, buộc bác sĩ Sài Gòn phải kỹ hơn. Nó có cái tiếng hơn thì thôi chứ chưa chắc. Đi học bác sĩ cũng như nhau thôi, khác nhau trong cái thái độ làm việc thôi, cho cái môi trường sao cái thái độ. Do đó tụi em đi khám bệnh, mốt khám bệnh có mốt đi
dụ như khám bệnh xong mà thấy bệnh nhân bước, mình cảm giác bệnh nhân bước ra khỏi cái phòng của mình còn mình vẫn còn lớn cấn gì đó thì kêu bệnh nhân vô bệnh viện nằm đi. Cảm thấy không chắc cứu về bệnh nhân đó thì kêu bệnh nhân vô bệnh viện nằm đi. Còn không đi khám thêm bệnh viện đi. Nguyên nhân là chính.
Rồi thôi, nghỉ nha.